nhìn trước ngó sau rồi chạy thật nhanh. Đó là cách mà các người chơi sinh viên băng qua đường ngay trên tuyến xa lộ Hà Nội gần chân cầu Sài Gòn. Mặc dù xe buýt, xe ô tô, xe máy và nhiều phương tiện khác theo đà đổ dốc xuống cầu với tốc độ khá nhanh, thế nhưng người đi bộ vẫn cứ chớp thời cơ để được sang đường. Sinh viên Sài Gòn liều mình trèo qua giải phân cách sang đường tại điểm đen tử thần trên xa lộ Hà Nội. Chia sẻ với chúng tôi, người chơi Nguyễn Mạnh Phong cho biết, mình biết nhưng mà do không còn cách nào khác. Còn một người chơi nữ khác cũng kém xuyên qua đường tại khu vực này cũng chia sẻ, run lắm, y như là xe nó sắp bay tới mình vậy đó. Lúc mà em qua là em phải nhìn trước, ngó sau rồi cắm đầu chạy thật nhanh chứ không dám dừng lại luôn. Bạn Nguyễn Mạnh Phong chia sẻ với phóng viên. Trong khi đó, chú Nguyễn Văn Gấp, một tài xế xe ôm, cũng cho biết mình băng bộ như thế này là vừa dễ gây tai nạn cho phiên bản thân và phương tiện khác nữa. Nên đôi khi chú cũng nói với mấy người là đừng tiếc 5, 0-10. Không đồng đi xe ôm mà mạo hiểm tính mạng của mình. Nhưng khi hỏi về việc sao không chọn cách khác thì nhiều người tỏ ra quan ngại. Các cháu học sinh kém xuyên băng qua vì điểm xe buýt bên này và bên kia đường nối lệch nhau. Kinh tế của mọi người cũng có mức độ, kêu xe ôm lại mất 10, 0-20. Không đồng để đi đường vòng qua cũng khó, một bác trung niên phân tích. Rất nhiều sinh viên liều lĩnh băng qua đường. Hay đón khách ở khu vực này, chú xe ôm cũng cho hay, nếu băng qua vậy chỉ cần cháu nhích lại hoặc đứng lại thì xe không có phanh kịp đâu. Để sang được điểm xe buýt đối diện đường, một người chơi sinh viên cho biết nếu đi đường vòng phải mất khoảng 10-15 phút. Tuy nhiên, nếu liều lĩnh chạy sang đường lại chỉ mất khoảng 3 phút đồng hồ. Bên kia đúng là xe chạy nhanh thiệt nhưng giờ chỉ có một hướng thôi à. Người ta không xây thêm cái cầu để mình đi hướng đó. Một chú xe ôm từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra tại khu vực này. Cũng với lý do đi đường vòng khá xa mà nhiều người chơi sinh viên chấp nhận băng qua đường bất chấp nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nếu đi đường vòng là đi xa lắm luôn nên em nghĩ buộc mấy người chơi phải băng qua thôi. Cũng chính vì tiện và nhanh gọn như vậy nên tại đây cũng từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn yêu đương tâm liên quan đến việc băng qua đường. Chú chạy ở đây mấy chục năm, chú thấy sinh viên hoặc các cụ già băng qua đường xảy ra tai nạn không biết bao nhiêu vụ. Cháu sinh viên vừa thế hệ đi qua tới đó thì chiếc xe chở công nhân ở trên xuống tông vô khiến con bé tử chiến tại chỗ. Còn nhiều vụ nữa, chú thấy tuyến đường này rất phức tạp. Bởi nắng nôi, nhiều người tiếc tiền không muốn mất tiền nên băng qua luôn. Trước tình trạng mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi băng qua đoạn đường này, nhiều người dân và sinh viên hy vọng thời gian tới sẽ có một cây cầu vượt được thành lập tại đây dễ dàng hơn cho việc đi lại của mọi người. Vẫn là làm một cái cầu vượt đi bộ như ở khu du lịch suối Suối Tiên, làm từ đây qua bên kia là chuẩn nhất, một người dân bày tỏ.